Doanh nghiệp này hiện đang cung ứng rất nhiều các loại bo mạch cho các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Canon, LG. Bản thân họ đã có cơ hội tiếp cận và cung bo mạch cho xe ô tô Audi, nhưng vì chưa nắm rõ luật chơi là cần các chứng chỉ nên vẫn chưa thể là nhà cung ứng của Audi. Bo mạch của cái xe Audi và chúng tôi đã làm hoàn thiện về cơ bản, thì bên họ đánh giá là cái mạch của tôi đạt được đã ok. Thế nhưng mà còn cái phần về chứng chỉ về TS 6169 chúng tôi không có, nên là khách hàng Audi họ không đồng ý, và cái khách hàng mà thương mại ở bên Đức thì không đặt mạch của chúng tôi. Chụp đèn LED ô tô, đuôi đèn, đệm trượt ghế ô tô, nút giảm chấn cánh cửa cùng hàng loạt các đệm chống rung khác đang là 7 trong số hơn 10 sản phẩm mà doanh nghiệp này đang xuất khẩu sang Nhật Bản để lắp ráp cho chiếc ô tô Nissan của Nhật Bản. Dẫu đã xuất khẩu đi Nhật, nhưng nếu đơn hàng nhiều hơn, sản lượng lớn hơn thì mặt bằng lại là hạn chế của doanh nghiệp này. Để đón đầu cơ hội tham gia cung ứng linh kiện trong danh mục các sản phẩm mà VinFast cần, doanh nghiệp này đã có chủ trương dành hơn 100 tỷ đồng để mở rộng quy mô. Đầu tư xuống dưới khu công nghiệp hỗ trợ của VinFast dưới Hải Phòng, và dự kiến của chúng tôi sẽ là khoảng 5.000 m2 để mà có thể đáp ứng được cái sản lượng tăng như cái dự báo của VinFast. Còn với những doanh nghiệp cơ khí, cái họ cần là dòng vốn giá rẻ. Việc vay với lãi suất trung bình khoảng 9% một năm khiến chi phí tài chính mỗi năm của doanh nghiệp này vào khoảng 500 triệu đồng. Từ đó, khó hạ giá thành của linh kiện. Lãi suất nó giảm hơn, thấp hơn rất nhiều, khoảng 4%. Hoặc là ví dụ như các doanh nghiệp FDI khi họ mang vốn sang Việt Nam thì cái lãi suất vốn của các doanh nghiệp FDI ở nước ngoài rất là thấp, rơi vào khoảng 1-2%, thì đấy là cũng là một cái về áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, sự hỗ trợ từ phía nhà nước trong vòng 20 đến 30 năm qua cho các doanh nghiệp hỗ trợ còn dàn đều và chưa thực sự tập trung cho ngành công nghiệp ô tô. Mức độ hỗ trợ này của trên một cái con số tuyệt đối của chính phủ thì vẫn còn chưa được mong muốn. Và chính vì vậy khi chúng ta dàn đều thì những doanh nghiệp mà được hỗ trợ thì là lớn, số lượng thì lớn nhưng đối với từng doanh nghiệp thì vẫn là nhỏ. Và chính vì vậy là họ chưa có cái sự bứt phá, cho nên họ đang có thể nói là rất là yếu, kể cả về năng lực về tài chính và nhất là năng lực về cái nguồn nhân lực.